Quân khu 9 vừa điều hàng chục xe chuyên dụng chở nước hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại ba huyện Thới Bình, U Minh và Trần Văn Thời của tỉnh Cà Mau. Đó là những giọt nước thấm đượm nghĩa tình quân dân trong thời hạn mặn. Cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang quân khu 9 cùng các phương tiện chuyên dụng chở 5.000 bình nước lọc từ thành phố Cần Thơ đến hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do thiếu nước uống đây là những vùng thiếu nước nghiêm trọng của tỉnh Cà Mau do ảnh hưởng bởi hạn hán. Những trang thiết bị chuyên dụng của quân khu chính từ đường bộ đến đường thủy và cả những xe tải nhỏ đều được trưng dụng với mục đích đưa nguồn nước ngọt đến tận nhà để chia sẻ những khó khăn với người dân dùng sâu. Hiện tại, toàn tỉnh Cà Mau có hơn 2.600 hộ bị thiếu nước do một số nơi không khai thác được nước ngầm và kênh rạch khô cạn. Người dân phải mua nước sinh hoạt với giá rất cao, từ 40.000 đến 50.000 đồng một mét khối.